Chào các bạn, chơi cây dưới. Hôm qua có bác chia sẻ với mình về kỹ thuật dâm dưới. Bác dâm cây bằng cát. Được khoảng 10 tháng cây đã phát triển khỏe, bác chuyển lên chậu. Bác dâm, bác thay chất trồng thì cây héo. Bác gọi điện cho mình mà bác thì ở người trong mình miền Nam gọi khó nghe quá, mình không nghe được. Mình chỉ hiểu đại khái là bác dâm bằng cát, sau đó bác chuyển lên chậu bằng đất, dâm bằng đất, và bác cũng che đậy bằng rác, bằng cây que, bằng rác, bằng bao, vân vân. Nhưng cây bị héo thì xử thế nào? Thì thật ra nếu anh em và các bạn dâm cây bằng ở dưới đất ấy, dâm cây bằng đất ấy, thì mình nên dâm ở trên mặt đất. Mình dâm bằng cát nhưng để trên mặt đất. Khi cây nó mọc qua lớp cát thì xuyên xuống đất. Và mình xả cát ra để cho cây nó xả cát nhé, phải thay đất nhé, để cho cây nó mọc trên nền đất. Sau đó mình lên chậu, mình bó bầu mình lên chậu thôi. Chứ mà chúng ta mà để trên nền đất xong, cây vừa mọc xong chúng ta chuyển lên thì cây nó để trên nền cát mà chúng ta trầm dâm trên cát, sau đó chúng ta chuyển lên thì cây nó dễ bị hao hụt lắm. Đấy, cây rất là dễ bị hao hụt. Mình nói lại nhá, nếu như anh em và các bạn dâm trên nền đất để cho cây mọc rồi chúng ta mới chuyển lên, thì chúng ta dâm trên nền đất thật nhưng chúng ta để cây nổi nhá, không dâm chìm. Đấy, chúng ta để cây trên đất xong chúng ta đổ cát, tức là cây sẽ không chạm trực tiếp vào đất mà cây nằm trên cát. Nhưng khi nó mọc thì chúng ta xả cát vứt đi rồi chúng ta thay đất vào. Đấy, khi đất cứng cáp thì chúng ta chúng ta chuyển chậu. Chúng ta chỉ việc bó bầu vào là chúng ta nhấc cây lên là xong một cây. Chúng ta lên chậu thì như thế nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy. Nhưng khi chúng ta bỏ cát ra, xả cát ra, chúng ta cho đất vào nhé, để sau chúng ta bó bầu cho tốt. Còn cây đang từ nền cát, đang từ cát mà chúng ta lên thẳng, chúng ta nhấc ra không có bầu, không có chậu gì thì tỷ lệ hao hụt rất là cao. Đấy, thế thôi các bạn ạ. Bởi vì khi chúng ta dâm trên nền đất thì rễ nó xuyên qua cái lớp cát đó thì nó xuyên đất mà, thì nó mọc bình thường thôi. Nhưng chúng ta để nguyên cái lớp đất lên cát đó thì rễ nó vẫn ở cái lớp cát đấy. Thì sau này chúng ta chuyển chậu thì chúng ta phải cho cát các bạn ạ. Còn các bạn cho đất vào thì cây nó không thích ứng. Và khi chúng ta lên chậu chúng ta vẫn phải cho cát bằng cát. Và dần dần chúng ta lại bới cát ra để chúng ta thay đất. Kiểu gì kiểu chúng ta phải bới dần ra để cho cây nó thích ứng hơn. Chứ chúng ta đang từ nền cát chúng ta thay đất hoàn toàn mới cứng là cây nó hay bị hao hụt và chết. Còn cách dâm của mình đây, mình cũng để trên nền đất nhưng mình dâm bằng rác. Đấy. Ủa rồi đau quá, dâm bằng rác. Mới đầu mình phủ bằng rác nhưng mà nó cứ phủ kín nhá, mình phủ kín cây. Nhưng vì nó rác, nó là cái rác của mình là cái đất mùn, rác mục. Cho nên nó khi mình tưới nó sâu dần xuống và cây nó mọc dần, mọc dần. Đấy, cây nó mọc dần và đất nó sâu xuống thì cây thích ứng như này. Còn bây giờ cây này mà cần mang trồng thì mình chỉ việc đào và bó cả bộ đất này mình chuyển lên thôi. Đấy, cách dâm của mình nó cực kỳ đảm bảo và cây không bị sốc, không bị cây thứ nhất này không bị gì nhỉ, trọt này, không phải xả đất này, không phải thay chậu gì cả, dâm bằng rác. Đối với các bạn ở thành phố, đối với vùng nông thôn nào mà không có vườn tược thì các bạn khó khăn thôi. Đối với những người ở vùng đất đai nhiều, rộng mà là nông thôn thì rác này thì nó là vô biên rồi. Đấy, đối với mình là vô biên. Quan trọng là chúng ta chỉ gom lại thôi, chứ chúng ta không mất công nhiều. Và dâm bằng rác này có ưu điểm là gì? Cây nó không gì nhỉ? Nó không bị trột này. Ưu điểm thứ nhất là cây không trột. Đấy. Hai là cái rác nó tự lún dần. Mới đầu là rác trộn với đất, nhưng cây nó lún dần, lún dần, lún dần. Sau này nó thành một cái bầu đất và chúng ta chỉ đánh đi, cực kỳ hay. Còn rác này nữa là tơi xốp, cây phát triển dễ rất khỏe.
Dơm phôi thì không có gì tuyệt vời bằng. Thì bây giờ mình sẽ đưa sang mình chỉ một số cây mình dâm bằng rác, sau đó mình chuyển ra. Thôi cụ thể luôn, mình đi những cây mình dâm bằng rác nhé. Đây, mà cây mình làm video luôn. Ở những cái video đấy là video mình dâm toàn bằng lá cây. Mình đứng đây này, mình quay mình làm cái video mà muốn biết số phận những phôi dưới này như thế nào, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ ấy. Mình ngồi trực tiếp ở đây, mình cắm cái cây điện thoại đây, mình dâm 3 cây. Đấy, mình dâm 3 cây đây. 3 cây đấy không toàn rác. Cái cây bao giờ đang trước video đó là cái cây đầu tiên, à cây đấy là cây vẫn giữ nguyên tại chỗ. Và một cây bên này thì mình đánh chéo sang bên này. Tại mình dâm một chỗ để mình tiết kiệm rác mà. Một cây đây mình lật sang đây. Đấy, cây kia hôm nọ mình đã sửa. Còn một cây mình lật sang bên này. Và cây này mình đã lên chậu từ hôm nọ. Tí mình quay lại cái cây kia. Mình lên chậu từ hôm nọ. Còn hôm nọ ở đây mình qua đây các bạn chia sẻ là để dâm cây chuyển chậu các vật phải che nuôi nông không, không che nhé các bạn nhé. Cây này mình dâm mấy hôm, à mình chuyển mấy hôm này đã mọc bình thường này. Mình vẫn khi mình chuyển chậu mình chuyển bằng rác đây đây, cây vẫn mọc bình thường. Có đây lá lộc lá đây. Cây thứ hai mình dâm bằng rác cho các bạn này đây. Ở bạt này mình cũng dâm 3 cây. Đây. Ở bạt này mình dâm 3 cây. Bởi mình dâm như mình nói là tiết kiệm mà, mình dâm xong thì cây phát triển thì bắt đầu mình chuyển ra 3 cây. Cây này thì mình vẫn để nguyên. Đấy, để nguyên các bạn nhìn cái đống rác này này. Khi rác xong nhiều năm sau, một năm sau nó mình tưới nhiều nó lún xuống này các bạn nhìn này. Chỉ việc đánh bầu đi nhấc lên thì cây này đảm bảo sống, không bao giờ chuyện chết. Đấy, các bạn nhìn rễ của nó mọc khủng thế nào. Đấy. Bởi khi nó mọc rễ thì nó ở cao và lún dần lún dần lún dần nó kéo rễ xuống và rễ nó thành tơi xốp ở đây. Cây bên này thế các bạn nhìn này, đây. Đấy. Đây. Đấy. Cây này hôm nọ mình cắt về đây. Đây cắt về. Đấy cắt về đây. Đây, bắt đầu nhú lá lọc rồi. Đây, cắt về rất đậm nhá. Đây. Mình cắt về gần đứt cây nhá, đây. Còn một tí đây. Lọc bắt đầu nhú thành công nhá. Đấy mình khi mình cắt về các bạn chia sẻ xong lấy đi, phải khoan mới lấy đinh đóng. Đúng là khi mà chúng ta dùng những khoan ấy thì là những đinh to với đinh 7, đinh 5, đinh 7, đinh 10 vì chúng đóng vào nó vỡ cây. Nhưng cây nhỏ, đinh nhỏ thì mình đóng mình không khoan, nó sẽ tiết kiệm công hơn. Đây. Mình đấy. Dễ các bạn nhìn này, dâm bằng rác nhé. Đấy. Mình dâm được một thời gian sau nó xuống lún xuống. Xong còn cây đây nhá, cây này này. Mình dâm bằng rác mình chuyển sang bên này, các bạn nhìn nó khỏe mức độ nào, không nọ mình cắt về đây mình làm đây. Đây, cắt về đây. Mình làm đây. Đấy. Khi thay chậu, chuyển chậu ra chỗ khác hoặc là mình khi mình xử thì trời nắng nóng thì chúng ta phải che đậy lại nhá. Mình che bằng lá nhá. Đây. Hôm nọ cây này mình làm, mình gọi cây giáng siêu đây. Nhưng làm xong được mấy hôm thì khi mình làm thì mình đậy khô nhá, nhưng mà bây giờ nước sộ nó chảy ra nhiều quá. Đấy, chảy ra nhiều quá. Nghe có vẻ thất bại các bạn ạ. Nước chảy quá khó nhiều các bạn nhìn này. Tuy rằng mình để khô thật nhưng có vẻ thất bại đấy cành này. Mình kiểm tra lại cái cành hôm nọ mình cắt về hai lần xem có thành công không. Ở nước vẫn chảy ra nhiều quá các bạn ạ. Này. Nó chảy tràn qua ra cả túi bóng. Cho các bạn chia sẻ làm cây nên làm trời mùa khô đúng rồi, nhưng mà mình không có thời gian. Nếu cái về nó thất bại thì mình lại nuôi lại. Bởi vì nuôi cây của mình thì mạnh lắm. Đây. Hôm nọ mình cắt về cây này cắt 90 độ đây. Đấy, nó cắt 90 độ đây. Rồi. Khi mình bọc vào đây. Túi bóng nó ướt quá này, nó ra nó gì nhỉ, nó nhú. Nó mọc cái rêu trắng này. Đây. Đấy. Mọc rêu trắng thì lá vẫn xanh. Còn cây này mình không che bởi vì cây này trong bóng cây. Như lá vẫn xanh các bạn ạ. Đây. Nó mọc rêu trắng 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 mà như anh em các bạn dâm phôi sao rêu nó mọc nhiều thế. À cái gì cái mốc nó trắng mọc nhiều thế. Gập 90 độ nhá. Nước này. Đầy nước. Nhưng từ khi hôm mình làm giờ mình không tưới nhá. May mấy hôm nay là trời nó khô ráo. May mấy hôm nay trời khô ráo. Còn đây những cây là mình trồng mình vẫn để đất. Tức là mình chuyển nhưng mình vẫn để đất, mình không chuyển đến chậu. Còn cây mình chuyển đến chậu đây, mình lấy ví dụ. Đây nhá, 3 cây mình trồng đây nhá. Rồi sau khi nó nhú lọc, nó mọc khỏe mình đánh ra hai bên để tiết kiệm công, tiết kiệm nơi gọi là rác ấy. Thì mình chuyển ra, cây này lật sang bên này nhá, đảo dáng này, cây kia lật sang cũng đảo dáng. Nhưng cây bên kia thì để mình vứt mấy cái lọc của cây. Mình ra đây thì mình để mình nhìn thấy thì mình vứt mấy cái lọc
cái thường mực ra để cho cái mai giáo thủy nó mọc đã. Úi. Đây. Ba cây dâm ở đây. Sau khi dâm xong mình đảo dáng ra, mình lật ra hai bên để tiết kiệm. Còn một cây mình chuyển dáng đây. Cây này thế mình chuyển xong có mấy hôm nó mọc rồi, 4 5 hôm. Còn cây dưới mà mình trồng bằng rác, bằng lá. Mình làm video. Sau khi mình đánh chuyển ra hai bên, hôm nọ mình chuyển sang đây đây. Thì khi mình chuyển ra đây thì mình lại xử rễ, mình ghép rễ rất là mạnh. Cho nên mình lại dùng che chăn lên. Dùng chăn nhé, mình che lên. Thế là mình chùm ni lông, thế là nóng quá nó bỏ mất cành này rồi. Cho rút kinh nghiệm là khi anh em các bạn che bằng chăn ni lông thì các bạn ở trên phải trong, một là trong bóng cây nhá. Hai là trong lưới đen, các bạn che cao cao mát nhá, che trực tiếp lên nó. Nó nóng quá, nó bỏng. Nó bỏng hỏng cây. Như các bạn nhìn này, sức mọc của cây nó khủng không? Đây. Đấy. Rút kinh nghiệm lắm nhá, khi chúng ta không được lười, phải che bóng dâm ở trên, che lưới đen để dâm. Các bạn nhìn này, nó bỏ một đoạn hoặc là 10 phân. Đấy. Cây mình ghép rễ trên mình phải thực hiện kỹ thuật này thôi, còn không ghép rễ thì mình cứ chỉ gọi là làm bình thường. Còn cây mình làm bình thường đây, cây gì nhỉ, thường mực. Đấy. Mình đều dâm bằng rác, xong mình lên chậu, mình bó bầu mình lên. Các bạn nhìn này, hôm chia sẻ với anh em về kỹ thuật ghép cành thường mực to, các bạn có mọc không đây, các bạn nhìn này, mọc quá khỏe luôn, cành thường mực to đây. Đây nhá, đây hai cành, đây có ba cành này, mình ghép ba cành cùng một điểm này, mọc hết rồi này. Đấy. 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 Dâm cây bằng rác tuyệt vời thế cơ mà. Đấy, tuyệt vời vô cùng và cực kỳ tuyệt vời này. Đấy. Đây. Đấy. Còn tiếp theo, mình nói là những cây khi chúng ta dâm bằng cát thì chúng ta chuyển lên chậu, chúng ta cũng phải dâm bằng cát. Ví dụ cây dưới này. Cây dưới này mình chưa kịp thay đất vào cát. Và dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mình bắt đầu chuyển ra đây. Thì 30 tháng 4 đến hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8, mùng 4 tháng 7, 30 tháng 4, 30 tháng 5, 30 tháng 6, 30 tháng 7, 3 tháng mình chuyển từ trước cửa mình để làm cái sân rộng. Khi mình dâm, mình chưa chuyển, mình chưa thay đất vào để chuyển sang cát, thì mình chuyển đây mình phải dùng cát, thì cây đã bắt đầu mọc khỏe như này. Đây, cây quá khỏe, đúng không? Những cành nhánh nó to bằng cái gần một phân rồi. Sau 3 tháng, cây rất là khỏe. Vậy sau 3 tháng cây khỏe này bây giờ có thể cho đất vào cho thôi. Nhưng vì châu cây mình trồng cố định rồi. Còn cách trồng của cây này thì mình ở dưới, mình đổ một tấm bê tông to đúng bằng cái bệ rễ. Tấm bê tông nó sẽ chỉ so với đất cát này nó khoảng độ thu vào khoảng độ 10 phân. Và mình để cây trên tấm bê tông. Sau đó mình mới đổ cát vào. Vậy là cái rễ nó xiên ra cái lớp tấm bê tông, nó sẽ xiên xuống đất khoảng 10 phân, nó xiên nó khum ở đây. Thì ép cái rễ đó không thể xiên ra ngoài được. Bởi ra ngoài cái là vướng mất gì nhỉ? Cái nền bê tông này rồi. À cái gì nhỉ? Cái lớp gạch quây này rồi. Đấy, cái lớp gạch quây nó chỉ bằng cái nền thôi mà, cái bệ thôi mà. Ép nó phải xiên xuống. Vậy là sang năm mình dùng cây mình chống. Rồi mình dùng nước mình bơm sạch cát, là mình xả, mình lấy vòi mình xịt cho cái cát tung nó ra. Mình cho đất vào, thế là lại tạo thành một cái miếng bê tông là cái bệ để cho rễ nó không xiên xuống đất được. Nhưng nó chỉ xiên ra nó khum xuống theo kiểu mình gọi là chơi cây hình chân nơm, phải không? Còn đây, tiếp tục hôm nọ mình thay cái chậu này đây, mình có làm video thay nửa đêm. Mình để cây này héo quắt ra, mình thay. Tại sao tất cả những chậu mình thay mình đều để be cao lên? Bởi vì ở dưới mình trồng bằng rác, sau nó sẽ sụt xuống. Đây, còn các bạn nhìn đây, dâm cây bằng rác đây, hôm nọ mình thay xong mình vẫn chưa vớt được đi đây, các bạn nhìn này. Đấy, bằng rác này. Liệu ngoài trừ đất Akada ra, đất nung ra không còn chất trồng nào tốt hơn như này. Đấy, các bạn nhìn này, đây. Dâm cây bằng rác sau đó nó dễ ra gần như nó kít này, các bạn nhìn này. Đấy, chính là của cái cây này đây. Các bạn mang đi rửa sạch đi làm gối được các bạn ạ. Nó nhiều mức độ như thế. Chân dâm cây chỉ có cách dâm này là hợp lý nhất.
Đấy các bạn nhìn này, mình để lên các bạn xem cái. Rồi đây đây cái bệ rễ rễ của nó nhá. Đây, các bạn lật này, các bạn nhìn này. Ấy. Thấy chưa? Kít như là tóc luôn. Đấy. Cái dâm cây tuyệt vời thế này không làm thì còn làm như thế nào? Cảm ơn các bạn xem video.